Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Bên ngoài nó mưa tiếp rồi. Hôm rồi nó mưa hoài, mưa quẩy luôn. Mưa ghiền hay sao á. Ừ, mà khoan, mưa nó cũng có một cái hay nha. Là tỷ lệ câu cá của mình nó sẽ tăng cái cơ hội trúng những cái món đồ xịn xịn á. À bây giờ thì mình đang cần câu cá, đúng rồi. Thời mình tới. Làm cần câu. Đủ không ta? Ừ, đủ vừa đủ luôn. Hên thiệt sự. Rồi, mình sẽ xách Ngọc Lưu Ly qua cái nhà mới đi. Để mình có thể kiểu như là cường hóa bên đó nó dễ hơn. Chứ mỗi lần cường hóa mắc chạy về lấy Ngọc Lưu Ly thì nó lâu quá. Rồi. Đi cường hóa cái cần câu mới coi. Để coi coi nó ra những dòng gì ha. Mong là nó sẽ có cái dòng nhữ để mình có thể câu cá nó nhanh hơn. Chậm hỏng ba. Căng à nha. Ca này hơi căng. Có nhữ không? Rồi luôn, su cà na thiệt. Dẹp. Lại là chậm hỏng ba nữa. Bây giờ không cho nhữ là tới công chuyện đó. Đó, cho nhữ liền. Kệ gì cũng được. Có nhữ là được rồi, câu nó sẽ nhanh trúng hơn, trúng cá hơn ha. Mà câu ban đêm ổn không đây? Câu cá một hồi thành câu quái vật là chết luôn á. Kìa, biết bơi đợi sẵn rồi kìa. Đằng kia có con xương mặc full giáp nữa. Ghê quá à. Kệ đi, liều ăn nhiều. Bữa nay câu, ngoài việc kiếm những cái... Ồ, chúng cái gì? Ồ, chúng con cá. Bữa nay câu, ngoài việc trúng những cái... con cá, những cái cuốn sách cường hóa thì mình cần một thứ rất là quan trọng luôn. Đó là một cái thẻ tên á. Nếu như mà hôm nay mình câu trúng một cái thẻ tên thì mình sẽ cố gắng làm luôn cái máy farm sắt. À, có máy farm sắt là xịn liền á. Ơ kìa. Ôi, hết mưa rồi. Ồ, có thẻ tên rồi. Yeah. Đi ngủ thôi. Yes, chữ đúng là hứa. Câu trúng thẻ tên là đi ngủ liền. Nhân phẩm mình cao rồi. Rồi, giờ trước mắt là mình phải chiến đấu với những con zombie này cái đó. Tại sáng sớm là nó chưa biến mất hẳn nè. Đi ra chỗ khác. Mấy con zombie khốn kiếp. Rồi, có thẻ tên gì là sắp tới mình có thể làm được cái máy farm sắt rồi đó. Tạm thời thì mình sẽ cất cái thẻ tên vô đây nha. Giờ mình chưa có làm đâu. Mình sẽ ưu tiên làm một cái máy farm mà cho mình nguồn thức ăn nó lâu dài hơn. Đó chính là một cái máy farm gà. Và mình sẽ cần những thứ cơ bản trước ha. Để mình chế tạo trước cái đã. Tại vì nó cần cũng tương đối nhiều á. Đầu tiên là mình sẽ nấu đá ra cỡ 3 cục. Để mình làm một cái mạch so sánh á. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm những cái hopper đi. Hopper là cần có sắt. Có gỗ nữa. Gỗ thì mình sẽ làm rương ha. Đây. Xong. Và một cái hopper đã có. Còn đá nấu tới đâu rồi? Được 2 cục rồi nè. Thêm 1 cục nữa. À, mình sẽ làm thêm những cái đuốc luôn. Để một xíu làm cái mạch so sánh cho nó dễ. 3 cái đuốc. Vừa đủ để làm mạch so sánh rồi đó. Rồi. Giờ thì chế ra cái mạch so sánh thôi. Vỗ tay. Ngoài ra thì mình cần phải có những cái khối theo dõi nha. Một cái nè. Ố, thiếu gì vậy? Đừng nói là thiếu đá nha. Redstone. Ồ đúng rồi, thiếu đá. Nó cần 6 đá mà mình chỉ có 4 thôi. Buồn một chút thiệt chứ. Ôi, Ripper. Bậy, nhà tôi. Nhà tôi mới xây hôm kia. Đừng làm bậy mà. Sao một đêm mà cả đống Ripper luôn nữa kìa. Ghê thiệt chứ. Rồi, đá thì gần nhà mình có. Thoải mái. Đây. Xong. Ờ, mà quên nữa. Khoe với các bạn luôn. Đây, cổng địa ngục mình mới về vô đây. Đang khoe cái chỗ cổng địa ngục mới mà. Ripper này. Lầy.
Mình giờ vô đây á, rồi trang trí sơ sơ nhìn cho nó ghê gợn xíu. Nhưng mà nhìn kiểu gì mình cũng không thấy nó ghê chút nào hết trơn á. Nhìn nó kiểu bị phèn phèn sao á. Thôi kệ đi, có còn đỡ hơn không á. Rồi giờ thì làm cái khối theo dõi nè. Đó. Bên cạnh đó thì mình cần phải làm những cái slab. Những cái slab. Đây có slab sẵn rồi. Và tấm thảm. Mình không có tấm thảm thì mình dùng cái cửa sập cũng được ha. Vẫn ok không sao hết. Và thủy tinh để mình ngắm những cái con gà nó dễ hơn. Rồi mấy thứ linh tinh cất vô trong. Giờ thì đi ra ngoài xây thôi. Kệ con, cho con nhện nó đu bám vô cái nhà mình đi. Kệ nó. Còn mấy farm gà thì mình phải đặt cái chỗ nào đó gần gần nơi mà mình hay hoạt động á, để cho lúc nào mình cũng lót ra thì gà nó mới đẻ trứng nè. Rồi làm cho cái máy farm gà mình hoạt động liên tục được. Và mình dự định là sẽ làm nó ngay đâu ta? Có nên làm trong cái chuồng bò này không nhờ? Nên không ta? Thôi làm ngay kế chuồng bò đi ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đặt cái rương xuống trước. Để mình chế cái rương đi, mình không có đem theo cái rương rồi. Đây là một cái rương. Đó, đặt xuống luôn. Sau đó một cái hopper mình sẽ chĩa vô cái rương ha. Ủa đủ chưa ta? Mình còn thiếu rồi. Mình biết mình thiếu cái gì rồi. Mình còn thiếu những cái máy phân phát. Oh no. Hình như bây giờ mình còn không đủ đồ để làm máy phân phát cơ. Máy phân phát thì nó phải có cung đúng không? Mà mình thì lại không có chỉ. Hồi nãy làm cây cần câu là hết chỉ luôn rồi. Chiến này toan thiệt rồi. Khổ ghê á. Giờ chỉ mà không có cây thế ta. Ủa con nhện. Nó biến mất rồi. Tiếc ghê. Phải nãy cái gì mình thịt nó trước là được rồi. Chậm một bước là nó đi liền. À mà mình cũng có nhiều cung nè. Mình ghép lại coi. Ghép lại nó sẽ tăng cái độ bền lên á. Rồi giờ thì mình có thể làm những cái. Cái máy mà lỗ tròn này này nè. Cái máy phân phát nè. Cái lỗ tròn mới đúng nha. Cái lỗ mà nó hình tam giác không đúng đâu. Rồi. Còn thiếu gì nữa không? Để mình nhớ coi. Không. Hình như đủ rồi. Giờ lại có thể xây rồi đó nha. Giờ ra là xây thôi đó. Chứ không có vô trong nhà nữa đâu. Và cái máy farm gà này mình sẽ đem hết số gà mà trong chuồng mình có ra ngoài ha. Hình như trong chuồng mình chỉ có một con gà thôi hả. Ôi nó có trứng nè, mình lượm trứng đó. Mình móc nhét vô farm gà cho nó nhanh. Rồi giờ thì xây thôi. Mình sẽ đặt ở ngay chỗ này một cái ván á. Không biết cái ván gỗ được không nữa. Hay là ván đá, thôi ván đá đi. Ván gỗ mình sợ nó cháy quá. Rồi sau đó là mình sẽ đặt những cái kính lên. Đó là mình có thể ngắm được cái con gà rồi. Đấy. Thì đây. Và phía sau này mình sẽ đặt hai cái máy theo dõi ha, cái khói theo dõi. Để đặt cho nó. Ủa gì? Cái máy phân phát nhầm. Đó mình đặt như vậy cho nó chuẩn ha, nó phải chĩa vô trong này nè. Ui da, gì thì mình hết ra được rồi. No. Vậy rồi. Đó, vậy là đúng đó nè. Xong. Giờ thì chỉ cần ủa mà khoan. Hình như có đó thiếu thiếu. Một cái trứng. À, mình còn thiếu một cái. Một cái hopper nữa. Bảo sao thấy gì đó cấn cấn. Tại vì mình hơi núp cái vụ mà làm mấy cái máy lắm. Nên cái chuyện này là như cơm bữa đó với mình vậy đó. Quên hoài à. Cái này à. Mình sẽ cho một cái hopper vô cái máy phân phát ở dưới ha. Để cho cái trứng nó lọt vô đây nè. Lọt vô đây. Ủa đâu rồi? Ủa đúng không ta? Ờ đúng rồi. Cái trứng nó lọt vô đây rồi nó sẽ bắn vô trong cái kiến này và nở thành gà con á. Đó cơ chế của nó là vậy. Tiếp theo thì mình có gỗ thì mình lấy gỗ làm vật liệu xây dựng đi. Mình đặt đây một cục. Đặt cái đâu rồi?
cái bộ lập ha. Ủa? No, cái mình mèn đét ơi, cái này là không không phải cái này, cái này bó tay thiệt luôn. Có hai cái món đồ đá đỏ mà chế tạo cũng nhầm nữa, mình cần làm cái mặt so sánh thì cái tình á. Mỗi lần mà đụng vô tới Redstone là mình rầu rĩ à. Chế tạo thôi mà cũng nhầm nữa. Nè, mình cần cái này. Cái mà cần ba cây đuốc á, chứ không phải cái cần hai cây đuốc. Hèn chi mình chế tạo xong xong ngồi dư cây đuốc ra mình thấy sai sai là phải rồi. Mà giờ mới phát hiện ra. Tệ như vợ từng đầu chứ. Bố tay thiệt. Ôi nung lẹ cục nữa coi. Đúng kiểu người nhà quê luôn á. Trời ơi. Đây làm lại lần này lẽ ăn nhầm nữa, ăn nhầm lần thôi. Chứ ăn nhầm lần nữa là quê lắm á. Rồi ăn vô cái nha. Chạy cái ghiếc ngoài kia gắn cái mạch so sánh vô cái coi. Khổ ghê. Dân chơi là máy farm mà là chế tạo sai đồ à. Sợ thật. Rồi mình sẽ chỉ nó ra ngoài ha. Và hai cái khối theo dõi thì một khối thì mình sẽ đặt cho nó chỉ lên trời. Đó, cái chấm đỏ đỏ chỉ lên trời là đúng đó nè. Ở ngay cái hopper thì mình sẽ đặt cái cửa vô. Xong. Giờ thì mình có thể bắt đầu gắn những cái khối xung quanh lại rồi. Và mình sẽ dắt gà cho vô đây á. Cho gà nó đẻ trong này nè. Rồi làm một cái cầu thang xíu dẫn mấy bé gà lên. Hồi mình không nên dẫn con gà trong chuồng ra đâu, nguy hiểm lắm. Dẫn gà không ra mà cái đống bò đến chui ra thì mệt nữa. Để mình kiếm một cái con gà nào đó lạc trôi gần đây mình dắt về. Mình nhớ là hướng bên cái ngọn núi này nó còn nhiều gà lắm. Mà không biết giờ còn không à. Mình chưa có thịt con nào đâu. Đó đó, này này này, một con hai con. Đầy 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 cả đống luôn, nó đẻ tùm lum nè. Đúng rồi, vô lỗ. Úi, trời ơi, cưng kia lên nãy giờ chưa được nữa. Một bé. Rồi, bé nào xuống trước? Đó, tiếng gọi của tình yêu là đi xuống liền. Đó, tiếng gọi của tình yêu đấy. Nè nè, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Tiếng gọi của tình yêu. Úi, đi lên. Úi trời. Đứng trên này, ở dưới cũng đạp máy được hả? Siêu vậy. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếng gọi của tình yêu, tiếng gọi của tình yêu. Con gà này siêu thiệt. Đạp máy đúng xa luôn. Ui, dùm bay, chạy. Khuya rồi. Đi ngủ thôi. Nguy hiểm quá. Thức đêm là nó nguy hiểm lắm. Kìa, một hồi nó tìm tới nhà mình đó. Đi ngủ. Ngủ lẹ. Ngủ lẹ rồi sáng thức dậy, mình sẽ review sơ cái nội thất mà mình vừa trang trí xong ha. Nói chung thì mình cũng không có nhiều đồ trang trí á, nên mình tận dụng tất cả những gì mình có thôi. Chẳng hạn như là cái bông ở vùng đầm lầy nè. Cái này giống như cái bàn làm việc nha. Rồi mấy cái thùng chứa đồ. Đó, đèn nè, mình thích nhất cái hệ thống đèn nè. Đó, hơi bị sáng luôn. Giá treo đồ thì mình chưa có nhiều giáp á, nên tạm thời mình vẫn để trống á. Còn cái này là cái bàn. Nếu mà mình có những cái bản đồ to to, mình sẽ gắn vô đây để giống như là đây là nơi để mình nghiên cứu tham khảo địa hình xung quanh á. Cũng khá là hợp lý. Còn bên trong này là cái hệ thống kho luôn. Nó cũng bé bé thôi, đủ để mình cất mấy cái thứ lặt vặt á mà. Rồi, và cơ bản thì mình đã kiểu như là cho gà vô trong đây rồi. Giờ thì mình cần phải đập thêm một vài thứ nữa. Nhưng mà gà trong đây thì hơi ít á. Để mình nuôi số gà này nó nhiều lên đi, tầm mười mấy hai chục con á, cái tốc độ đẻ nó mới nhanh lên lượt. Vì cái máy farm gà thì nó cần một cái xô nhôm nham để mình nướng gà, thế nên là mình phải xách một cái xô đi xuống dưới để mình múc nhôm nham ha. Hang bây giờ nó chật chội ghê. Rồi rồi, có nhôm nham rồi. Yes, xô nhôm nham tuyệt vời. Khoan. Mình nghe tiếng nhung nham đâu đây rồi? Đâu trên đây nè. Hình như trên đầu mình là cái hồ nhung nham hay sao á. Nghe sợ vậy.
Thôi không dám đào lung tung đâu. Đào. Ồ. Phát hiện kìa, phát hiện kim cương. Mình hay nhìn ở trên lắm. Để kim cương như vậy là tới công chuyện với mình liền. Ba viên. Tốt. Có vẻ đây là một cái hướng mà mình chưa có đi khám phá, nên vẫn còn nhiều tiềm năng mình kiếm thêm được kim cương lắm. Sẵn tiện xuống đây rồi, mất công xuống rồi mình phải kiếm thêm kim cương chứ. Đâu có dễ dàng mà bỏ được. Lấy thêm kim cương liền. Có một viên à? Su vậy. Eo. Thôi kệ đi. Một viên cũng là kim cương à. Rồi. Giờ thì kiếm thêm chút vàng nữa. Coi nào, coi nào. Hướng bên này nó vẫn còn đường đi. Còn đường đi là còn kim cương. Thời tới. Này tự nhiên có hứng đi xuống hang cái lại có kim cương mang về. Có vẻ phiên bản mới này á, cái việc mà mình tìm kim cương trong những cái hang nó đã tăng tỷ lệ lên hay sao á. Mấy bữa nay mình đi mình gặp hoài luôn á. Đã ghê. Ý là mình chưa có gia tài nha. Ít bữa nữa mà mình enchant có dòng gia tài thì úi giời ơi luôn. Rồi phía trên đó nó còn rất là nhiều lời quặng khác kìa. À, để mình qua bên đó mình tò mò thử. Người chơi hãy tò mò. Coi coi có viên kim cương nào trên này không. Ô, Keeper. Keeper lại đây, ngươi lại đây. Ngươi lại đây. Bị Reaper nó ghềnh trên đây sẵn rồi. Nguy hiểm thiệt. Ừ, trên này có vẻ không có kim cương rồi. Nhưng mà nó lại có redstone. Được, đào luôn. Ow. Tiêu diệt con sư trước. Ô, hai con đánh một. Hai đánh một. Tân hai luôn. Này thì định hai đánh một hả? Redstone. Bữa nữa mình có làm thêm mấy cái máy khác thì mình sẽ cần có redstone á. Ờ nổ luôn đi, nổ đi. Cho người nổ luôn. Thích nổ thì mình chịu. Nữa nè. Tại vì mình lừa chặt nó quá nên mình cho nó nổ luôn đi. Nó thích nổ thì mình cho nó nổ. Ồ, dung nham ghê vậy. Lại thêm một cái đường đi chút ẻn nữa nè. Cái hang nó nhỏ quá, mình phải lần mò theo cái hang này thử ha. Đây là đường dẫn đi lên rồi. Ôi con này. Có đúng một con sương ở trong cái hang này thôi. Chắc nó canh giữ cái đống vàng này nè. Lấy luôn. Này thì canh giữ. Tịch thu vàng hết luôn. À cái hang này cũng hết đường luôn rồi. Wow. Vậy là ở trong phiên bản mới này, mình thấy trước mắt là nó sẽ có ba dạng rồi đó. Thứ nhất là một cái đường rãnh nhỏ xíu giống như hồi nãy ha. Thứ hai là một cái đường đi nhỏ giống như vậy. Và thứ ba là những cái hang rất là khổng lồ ha. Mình chỉ mới gặp được ba cái thôi. Hình như nó còn những cái dạng như là hang mà có cái gai gai á. Cái đó là cái gì ta? Thạch nhũ hả? Phải thạch nhũ không? Cái gai gai á, mình chưa có gặp nên mình cũng chưa biết tên gọi nó là gì nữa. Ít hôm nữa mình sẽ gán đi khám phá và tìm một cái hang giống như vậy để xem thử như thế nào ha. Rất là tò mò luôn á. Ừ, cho hai con xử nhau đi. Ừ. Ừ. Ngoài bắn, cố lên, bắn đi. Đúng rồi, bắn nó. Trời ơi, hay lắm. Hay lắm đệ tử. Ô. Và mình đã lạc vào một cái khu mộ bỏ hoang. Ý. Được nha, đây là khu mỏ bỏ hoang đầu tiên mà mình tìm được ở trong phiên bản mới này. Đã thiệt. Ở đây thì mình có thể cắt những cái tơ nhện này về trang trí rất là đẹp ha. Đã đó. Rồi, và cũng không quên kiếm thêm chút khoáng sản khác. Ừ, ít hôm nữa thì mình đã có thể tên rồi nên chắc mình sẽ làm được máy farm sắt ha. Nên bây giờ sắt nó cũng không có quá là kiểu như mình cần lắm đâu. Ồ, có đường ray nữa. Xịn, mình xin luôn. Tranh thủ. Đỡ phải chế tạo á, thấy gì chứ chế tạo đường ray tốn sắt lắm. Mình cũng thuộc dạng đâu phải gít kít sắt đâu. Nên có sắt, ủa có đường ray mình sẽ chơm luôn ha. Tiết kiệm được mớ sắt rồi. Wow.
Úi giời con sư. Nó từ trên mà dám nhảy xuống nó bắn mình mà. Con sư hổ báo thiệt. Coi còn đường đi nào khác không? Phía bên này nhiều mạng nhện, có vẻ là một cái lòng spawn của con nhện hang á. Ghê thiệt. Chặn nước lại. Mình sẽ lấy hết mấy cái đường ray luôn. Đi tiếp coi. Trong... Ồ, kim cương luôn nè. Kim cương trong khu mỏ luôn. Wow. Được thiệt. Những cục này là những cục đá túp. Nó khá là mềm á. Cái đá túp này khá là mềm luôn. Phải coi về nhà xây dựng, nếu mà đẹp thì mình sẽ làm vật liệu xây dựng chính á. Còn dù không đẹp thì thôi dùng để trang trí lặt vặt. Hướng này thì sao? Ui, hướng này hình như nó liên kết với cái lòng spawn hay sao á. Mình thấy có con nhện độc nè. Mình ghét con nhện này cực á. Tại vì nó quýnh một cái là mình trúng độc rất là khó chịu luôn. Cây thì là mình xíu. Mình quên mang theo gỗ rồi. Quên mang gỗ với đuốc. Để mình làm mấy cái đuốc mình phong ấn cái lòng spawn này lại, cho nó đừng có đẻ ra nữa. Ví dụ mà mình cần làm máy farm nhện thì mình sẽ quay lại đây để làm sao. Chứ đập thì cũng hơi ổn. Rồi, mình bây giờ mình không có than thôi. Ừ, mình có than mà. Quên ba mấy cục. Đó. Làm que thôi. Làm đuốc. Rồi, phong ấn cái lòng đây. Cho nó nghỉ đẻ luôn. Đấy. Nghỉ đẻ luôn. Đây nữa. Đặt 4 cái cho chắc ha. Người chơi hệ chắc cú. Rồi. Rồi đó, giờ là nó nghỉ đẻ rồi. Nó sợ rồi. Nhện á. Chặt nó liền. Vậy là có hai cái lòng spawn khác nhau. Hồi nãy mình thấy cái lòng spawn khác ở đầu bên kia kìa. Giữ một cái thôi, mình không cần quá là nhiều lòng đâu. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá khu mỏ này để tìm một cái xe mỏ coi. Mình muốn test nhân phẩm trên những cái xe mỏ trong khu mỏ bông hoang lắm. À, và ngoài ra thì nó còn có một cái hang động thạch anh tím nữa. Mấy cái bự bự mình sẽ lượm nè. Nè, mấy cái này nè, đào được. Đóng luôn. Ồ. Đã thiệt. Xíu gì nhiều khi mình làm được cái ống nhòm á. Ống nhòm đi ngắm mấy bác dân làng thì hết sảy luôn. Người chơi hãy dòm ngó ha. Rồi. Còn hai cái đây là đào luôn đi. Để sạch luôn. Wow, nhiều quá trời luôn á. Không biết cái thạch anh này mình có dùng gia tài được không á. Nếu mà dùng được gia tài thì chắc tuyệt vời lắm. Rồi lấy tiếp những cái đường ray nè. Không quên nhiệm vụ lấy đường ray. Và chắc nhiều bạn cũng sẽ đón được cái công dụng của cái đường ray này trong thời gian sắp tới rồi. Đó chính là mình sẽ vận chuyển những cái bác dân làng bên ngôi làng gần nhà mình á, đi về làm cái máy farm sắt á. Đó là kế hoạch của mình. Kế hoạch bắt cóc dân làng. Còn giờ thì khám phá khu mỏ thôi. Vẫn chưa thấy chỗ xe mỏ nào hết vậy. Chả nhẽ không có nổi một cái xe mỏ sao? Xe đập bớt. À không, cái này mình cũng phong ấn luôn đi. Sao? Mình có nhiều đuốc mà. Gì cho chắc. Nhiều khi một cái máy farm nhện hiệu gì ta, cái công suất nó chưa đủ thì mình sẽ làm thêm một cái bên đây nữa ha. Gì cũng hay. Vừa lại đi. Rồi. Bên kia thì sao? Bên kia đường cùng mất rồi. Sẽ chặn lên chỗ này. Cái này có nhiều cái mối nguy hiểm lắm. Ô, lại là một cái lồng nữa. Ôi, ấy, đó thấy chưa? Đó, trúng độc của nó cả chục giây lận chứ đâu có ít đâu. Ghét ghê á. Đập luôn, không giữ lại nữa. Wow rồi. Đập luôn. Rồi. Cho nghỉ đẻ. Cái này mình dùng nước mình dập nó cũng nhanh lắm á. Đó, tơ nó bung ra quá trời luôn kìa. Sao? Coi nó có giấu cái xe nào không vậy? Nãy giờ không thấy cái xe nào luôn. Kỳ cục kẹo ghê. Thiệt á. Không có nổi một cái xe khúc này luôn.
gặp khu mỏ nghèo khổ rồi, không có xe gì trơn. Đúng kiểu đi hết mình lúc về hết hồn thì chứ. Bó tay nữa nè, kim cương nữa nè. Hôm nay kiểu như mình càng né kim cương thì nó càng cho mình kim cương hay sao á. Muốn về cũng gặp kim cương nữa nè. Đỏ thiệt sự. Ở dưới là khuôn mỏ rồi nên mình sẽ không có xuống dưới nữa đâu. Tìm kiếm cái một cái xe mỏ thôi à. Mà khó như gì á, không thấy một cái nào hết. Đi từ đầu này qua xó kia luôn. Ui sao quận về bị chặn đường rồi. Oh no, đường về bị chặn đường rồi. Đây thêm một cái lồng spawn nhện nữa. Mệt xỉu với mấy con nhện này luôn. Thôi kệ, nhện thì sắp tới mình có thêm chỗ để farm mấy cái cọng chỉ ha, cũng hay. Ồ, và có yên cưỡi. Yên cưỡi là mình có thể cưỡi bò ở gì? Okay. Cưỡi ngựa rồi. Ồ, cũng được, cũng hay đó. Đi tìm nhung nham cho cái máy farm gà thôi. Mà vơ về cả đống đồ xịn luôn. Nói chung đi chuyến này là có lời ha. Quá là lời luôn á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cho cái xô nhung nham vô trong cái máy farm gà thôi. Là có thể đưa vào hoạt động rồi. Cho vô. Xô nhung nham. Giờ thì ngồi đợi. Ủa. Sao nó không hoạt động ta? À, mình mất cái hai cái đá đỏ. Trời ơi. Mình mất hai cái quan trọng. Oh no. Mình sẽ cho hết cái số trứng này vô nè. Một hồi có gà con ở phía trước là mình đúng rồi đó. Đó. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng đã làm đúng. Nói chung mỗi lần làm đá đỏ là mình khá là bối rối luôn. Trước giờ vậy đó. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì cũng xong chuyện rồi. Giờ thì đập trứng gà thôi. Chuẩn bị sắp tới có gà ăn free rồi. Ui giời ơi, giờ chỉ đợi gà nó bự thôi à. Công đoạn đợi gà bự thì hơi lâu á, những con gà trong này nè. Đó. Và cái chỗ này thì từ từ mình sẽ trang trí nó lại sao á, để che nó lại chứ không thôi để lộ thiên như vậy thì kỳ lắm. Ôi ơi. Mới đào được có chút kim cương mà cướp bóc tới nhà rồi. Ồ không. Nguy hiểm quá. Ông không được, không được giết tên này, không được giết tên này. Né tên đó ra. Mình giết tên đó là mình qua làng là báo làng nữa đó. Mình không mang tiếng là hại dân làng đâu. Rồi. Lần này đi, bọn chúng đi có 4 tên ha. Ao. Nên mình không sợ đâu. Rồi, coi như là người đại ca ta đi, ta nhịn người đó. Sợ thiệt sự. Bây giờ mình muốn bắt cóc nó ghê luôn á. Mình có nhiều thẻ tên không ta? Mình có mấy thẻ tên? Có một thẻ tên à. Ồ, mình có chỉ có một cái thẻ tên thôi. Thôi kệ nhịn người đó. Mình sẽ dùng thẻ tên, dùng cái thẻ tên này vào một cái mục đích chính đáng hơn á. Chứ không có, mình định đặt tên đó cho cái thanh niên đó xong á, rồi mình nhốt hắn lại, mình hành hạ. Nhưng mà thôi đi. Số lượng thẻ tên không cho phép ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ngồi tranh thủ mình nấu khoáng sản ra. Hôm nay đi kiếm được quá trời khoáng sản luôn. Và coi công thức cái ống nhòm đâu rồi ta. Ống nhòm, đây. Nó cần phải có phôi đồng, tức là mình phải nấu đồng lên đó. Đúng không? Ồ, chính xác. Nấu đồng thì mình sẽ được phôi đồng nè. Yay. Nấu đồng thôi, vậy thì nấu đồng thôi. Ngoài ra hình như đồng thô mình có thể làm được những cái khối làm vật liệu xây dựng nữa thì phải. Mình lấy ra thử coi. Chính xác luôn. Làm được mấy block hơi bị đẹp nè. Khối đồng. Wow, quất nguyên cái ngôi nhà mái bằng đồng thì sao? Hợp lý á. Nhưng mà đó là với điều kiện mình có nhiều đồng cơ. Còn lần này mình ít quá. Để hôm nào rảnh mình đi đào đồng nguyên một buổi luôn á. Coi được bao nhiêu đồng. Còn bây giờ thì cầm cái kính này đi ngắm mấy bé chân làng thôi. Hổm rày, không ngó ngàng mấy bác dân làng hết trơn à. Wow.
Ôi nó zoom đúng gần luôn á. Tuyệt vời. Ồ, cái này mà ngắm ở đây có mấy bạn nữ mà đứng từ xa như vậy ngắm thì ui giời ơi là hết sảy luôn á. Nhưng mà tiếc quá trong đây chỉ có mấy anh dân làng thôi chứ không có mấy chị dân làng ha. Nhưng lẽ mình giờ mình đi ngắm con bò ta, ngắm con heo, ngắm bông. Đúng là gánh gỏi. À ngắm anh Golem. Ui mình ngắm anh nhìn mình kìa. Thôi lại ôm hung ảnh cái đi quay cho nó tình cảm. Rồi trời ơi thanh niên này đã thất nghiệp rồi còn leo lên nóc nhà bó tay luôn á. Đây nè, mình zoom cận mặt cho các bạn xem thanh niên nè, thất nghiệp trong làng nè. Thanh niên này có tên luôn, hình như cái này là tên là dân làng đần á. Tên kỳ cục nè. Nè cái mặt ảnh nè, cái mặt của thanh niên không có nghề nghiệp gì hết đó, thấy không? Người ta là nông dân chăm chỉ nè, nông dân chăm chỉ nè, nông dân chăm chỉ nè. Cái đó là thợ làm đồ da hay sao á. Cái đó là bác cắt đá nè. Đó, người ta có nghề có nghiệp đàng hoàng. Anh Golem thì bảo vệ những cái bác đó. Thanh niên này lên nóc nhà chơi. Lẽ bây giờ mình bắt thanh niên này về nhà làm á, khổ sai chứ. Không được. Không được vậy thì tội lỗi lắm. Coi nào. Để mình tính đường coi. Ít hôm nữa kiểu gì mình cũng bắt cóc và... Ừ được ta. Thanh niên nó không có nghề thì mình sẽ cho thanh niên nó vô cái máy phòng xác. Người xác định rồi, thanh niên đó chết cho mình. Một thanh niên rồi đó. Mình coi còn thanh niên nào mà làm biến nữa không. Bắt hết, thanh niên nào mà làm biến là mình bắt nha. Bắt cóc mang về, bỏ vô cái máy farm dân lại. Ôi gì máy farm sắt ha. Đi khổ sai cho mấy thanh niên đó thấy cảnh. Rồi khúc này hết dân làng đần rồi. Như vậy trong làng này chỉ có một thanh niên dân làng đần ha. Thanh niên mà trèo lên nóc nhà. Đó, cái đầu của anh nha. Cái đầu của thanh niên đó kìa. Điểm mặt rồi đó nha. Nhớ mặt thanh niên rồi đó. Hết rồi. Trong làng hết dân làng đần rồi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái máy farm đầu tiên. Đó chính là một cái máy farm gà ha. Trong tương lai thì số lượng gà này nó sẽ đẻ ra những con gà con. Và đó chính là nguồn thức ăn cho mình để mình có những cái đùi gà thơm phức mà không cần phải kiểu như là đi nấu ha. Và mình cũng có đi mai một xíu tìm được một khu mỏ và có được một chút kim cương trong những cái hang. Đây là một chuyến đi mai có thể nói là ngoài sự mong đợi ha. Tại vì mình chỉ muốn lấy nhung nham thôi à, mà có thêm khoáng sản thì quá là tuyệt vời luôn. Rồi và kế hoạch của mình là sẽ sử dụng cái thẻ tên trong ngày hôm nay để làm máy farm sắt đó. Hy vọng các bạn sẽ đón xem ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.